chào các anh em thân thiết của Minh Phong Music. Chắc hẳn anh em còn nhớ video về 8 cây piano điện Cutman KS1 Bluetooth hiện đại đến trung tâm âm nhạc The 2N Music. Và hôm nay Minh Phong Music tiếp tục đồng hành kết nối đam mê âm nhạc với mọi người qua buổi bàn giao 2 cây piano cơ Yamaha dành cho lớp nhạc trong video kỳ này. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video với mình nhé. Cả 2 cây piano đã được các anh nhân viên vận chuyển vào trong phòng và được đội điều chỉnh đến vị trí đẹp nhất của lớp nhạc. Nếu các bạn đang tìm kiếm một trung tâm dạy nhạc uy tín tại quận Phú Nhuận dành cho con hoặc cho người lớn thì hãy đến với The 2N Music. Tại đây, trung tâm sẽ cung cấp cho bạn các khóa học phù hợp cùng cơ sở vật chất hiện đại. Các bạn sẽ được học nhạc trên những cây đàn cao cấp, chất lượng hoàn hảo do chính đội ngũ Minh Phụng Music lắp ráp tại trung tâm. Và đây là những chiếc ghế piano có trang bị Thunder cao cấp đang được lắp ráp ngay tại lớp. Bây giờ anh em cùng mình tìm hiểu thông tin về cây đàn cơ màu đen này nhé. Cây Grand Piano này là model G5E của hãng Yamaha thuộc dòng G-Series, được đơn vị mình nhập trực tiếp từ Nhật Bản. Hiện nay G5E vẫn được đánh giá cao bởi thiết kế sang trọng mang đậm nét cổ điển và chất lượng âm thanh trên đàn dày dặn ấm hơn các cây đàn upright. Từng chi tiết trên G5E đều đạt sự tinh xảo hoàn hảo nhất. Ấn tượng ban đầu trên cây Grand Piano này đến từ kiểu dáng với màu sơn đen bóng, giá để sách mang nét cổ điển cùng 88 phím chống trơn trượt mang cảm giác mượt mà. Pedal bằng đồng thau nguyên khối mạ vàng, bên trong là búa đàn bằng lông cừu tự nhiên cùng thiết kế chữ T, dây đàn bằng thép cường độ cao, bảng cộng hưởng bằng gỗ vân sam chắc chắn, cung đàn bằng gang. Đối với những sản phẩm đàn cơ, khi khách hàng mua sắm tại Minh Phụng Music thì chính sách bảo hành sẽ là 10 năm miễn phí lên dây 2 lần, tặng đầy đủ bộ phụ kiện dành cho người chơi bao gồm ghế piano cao cấp, ống sưởi, khăn phủ đàn, khăn phủ phím. Mời các bạn thưởng thức âm thanh cực hay trên chiếc đàn Grand G5E này nhé qua bài thử phím cực hay của cô giáo tại trung tâm. Lượng video quá dài và còn nhiều thông tin thú vị về chiếc đàn còn lại nên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video kỳ tới. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano cơ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.